Ông gần đây mới sau này mấy mấy anh nó bạn về chơi buồn hả chú? Cái này một cái bức tường như thế này chúng và chọn vào những cái điểm mà gọi là điểm nguyệt của điểm chết ở trên cái bức tranh như thế này, chẳng hạn như bên đây thì Phong có thể để ý rằng này gọi chỗ này Phong ngay chỗ con mắt và ngay chỗ cái phần đầu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ có mặt tại một chùa Khmer. Và nơi ngôi chùa này là một cái chánh điện của chùa Khmer. Và bên đây là một cái nơi còn lưu là giữ lại cái vết tích của chiến tranh Pol Pot năm 1979. Và ở trong cái chánh điện này thì hiện nay vết tích vẫn còn khá là nhiều, rất là phá rất là nặng nề của tội ác của bọn Pol Pot. Và để tìm hiểu thật hư về điều đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng em Phong Bùi sẽ vào cái chánh điện mà nơi mà được cho là bọn Pol Pot đã tàn phá ngôi chùa này như thế nào nha. Chén này chén sành của nghe này cũng mấy chục năm rồi. Anh sao mở vậy? Ngày xưa là anh xây cả. Anh xây cả mà trước mà xây dựng đây nè, để đây nè. Rồi giặc Pol Pot đó nó vô á, nó bắn ổng banh chành hết trơn rồi đem cái xác ổng đi đâu không biết luôn. Rồi tới bức mấy cái bức tượng trên đó mà nó lấy súng nó bắn luôn, nó hỏi Phật chết chưa nữa. Là có ông kia kể là anh quay cái clip đó đó, đó đạn bắn không đó. Vừa qua thì ngôi chùa có di chuyển cái chánh điện từ bên này qua bên kia, tại vì bên này vẫn còn lưu giữ lại những cái phế tích của đợt thảm sát Khmer đỏ tại đây. Thì chắc lẽ bây giờ mấy anh em sẽ vào bên trong trò chuyện. Ở đây là hai chú Phật tử ở ngôi chùa sẽ kể cho tụi mình rõ hơn về câu chuyện như thế nào nha. Dạ. Cái phần công trình ở bên đây là công trình gì vậy mấy chú ạ? À? Công trình này là công trình hồi xưa ông xây cả xứ xứ Opechea. Ông bắt đầu làm cái nhà này lúc năm 1969 là năm đó. À, 1969. Dạ. Và con thấy là phía trên này nó đã hư hỏng hết rồi, còn bên trong thì cũng có những cái vết tích á, thì có lẽ mình vào bên trong để mình coi thử ha. Dạ dạ. Dạ, dạ con mời hai chú ạ. Vô đi, vô đi. Con thấy được những cái vết tích mà ở trên tường đó chú. Thì đó là phải của cái vết tích từ đạn bom đạn không chú? Dạ, cái đó phải hồi lúc đó bị Pol Pot vô đây rồi dân mình đi đó. Thì nó thấy hình của Phật gì đó, nó băng chơi vậy đó. Bắn chơi? Bắn cái sông đó. À, bắn các tượng hình ảnh, các tượng Phật. Dạ, mấy thằng linh Pol Pot đó. Hồi lúc đó nằm 1900... 79. 79. Ngày tháng 4 năm 1979 thì Pol Pot của Khmer đỏ đã tràn vào biên giới phía Tây Nam. Thì trong đó hai nơi mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đó là làng Ba Chúc và làng An Cư. Thì riêng ngôi chùa này thì chắc có lẽ là lúc đó lính Pol Pot họ đã tràn vào đây. Và mình thấy trên những cái bức tượng Phật á, thì họ cố tình dùng súng, dùng những vật cứng để làm hư hỏng những cái công trình liên quan đến Phật giáo. Theo người Khmer đỏ thì họ tư tưởng của họ thì họ nói là không tôn giáo và không đưa cái người Khmer về nguyên thủy, nghĩa là không có tầng lớp tri thức. Cho nên là họ sẽ hủy hoại những cái công trình liên quan đến tôn giáo, những công trình liên quan đến học thức. Thì đây là một trong những cái vết tích ghi lại cái tội ác chiến tranh mà lúc mà Khmer đỏ tràn sang biên giới Việt Nam. Con thấy ở trên thì đó là các sư đang một Phật đang nhận niết bàn đúng không cô? Và các sư ở Phật nhận niết bàn, xung quanh là những cái Phật tử. Phật tử. Bây giờ thì mình tiến lại gần cho mọi người cùng xem ha. Trước khi tiến lại gần thì tụi con muốn hỏi một chú một câu, đó là về khi mà Pol Pot tràn sang đó thì trong cái chánh điện này cũ này thì có bị thiệt hại về người không chú? Dạ, cái đó nó lua đi thì vừa đó tôi cũng đi luôn nữa. Sau này tôi không thấy, mà tới 89 thì Việt Nam mình lên
lúa lại đó. Vì bà đấy do ông thấy gì đó, do ông thấy ý gì đó, hư hào hết. Hồi lúc đó có cái chỗ này có ông Sư Cà, ông chết đó, ông chết cũng để ngay đây. Tới ngày tôi qua đây thì mấy cái chỗ này cũng bể hết trơn luôn, lấy cốt lấy rút ra ngoài bỏ đùm rút hết trơn luôn đó, chứ không còn miếng nào hết á. Còn đồ đạc để trong này thì cũng lấy mất tiêu hết luôn, lấy hết luôn. Dạ, lấy hết luôn. Và tới cái vừa tôi qua đây lần đầu tiên đó, thì ông thấy cái gì cũng hết trơn luôn. Có nghĩa là bọn Pol Pot tràn sang thì lấy hết tất cả đồ đạc của cải. Dạ. Và ngay cả sư cả thì cũng mang đi đâu ở đây luôn, chết ở đây luôn. Ông chế đó, lúc ông chế đó mình ở ông tới đây nè, mình làm có miêu quá, chạy lớn quá thì còn cá mình làm tới mình vào đây thì lấy cái nập trên nó là hết rồi. Cái lò bụng bi này kia đó thì đẩy trên đó cũng lại hết luôn. Đồ đạc đẩy trên đó cũng lại mất tiêu hết trơn luôn, không có miếng cũng nào hết. Đồ đạc lấy hết luôn. Lấy hết luôn. Và con thấy là dưới này vẫn còn những cái đồ ngổn ngang á. Dạ, dạ, làm cái đây nè. Khúc này nè. Đó, con cái nền còn nè. Cái đó cái gì ạ? Cái nền ông Tư Cà, ông chết đó. Cái đồ còn nè. Dạ, đồ này đồ cu không. Đồ này đồ cu. Đây là chỗ đồ nền gối của Sư Cà. Dạ, dạ. Lại hư hết chân, không có gì hết. Và còn bên này con thấy chén dĩa rồi là như thế nào ạ? Cái này thì mới đây rồi có nó lại hết trơn rồi. Rồi còn cái này mới còn mới cái này là cũng mới. Dạ, còn cái này là cái này cũng đồ cũ không à? Đồ cũ không à? Dạ. Đây là cái bọn Pol Pot bắn phá này hả chú? Nó phá hết trơn luôn á. Dạ. Cái thằng lên trên lâu này, cái thằng lên trên lâu nó... cái thằng lên trên lầu. Dạ. Cái này bằng cái này là bằng cái hồi lúc đó nó làm hư hết rồi. Mấy cái thằng nó đường lên đây đó. Là cái bậc thang để lên trên lầu này, con trên lầu cô bác anh chị thì nói lên trên tới lầu trên này và chúng nó đập hết luôn. Dạ, đập xuống hết luôn. Chú con thấy ở trên cái bức tường á có những cái ký hiệu của chữ Khmer, này là ký hiệu gì hay chú hả? Ông người này mới sau này mấy anh xem nó là dạ chứ bùa hả chú? Cái này bùa mà không thằng của nó đâu, này chắc mấy lịch dạ chơi hay sao này chưa rõ lắm. Còn bên đây hay chú hả? Gần đây ta ôi này đã giết trùng lum không à? Cái này sau này chứ không phải hồi đó đâu. Anh Hồ cho mọi người xem lại cái bức tượng Phật Thích Ca đang nhức bàn và những cái vết này nè, cố tình nè không? Trước khi em có xem cái tượng Phật thì mọi người có thể thấy đây là vết tích của chánh điện nha. Và đây là cái phần bậc tam cấp nè. Ở dưới đây có một cái tầng hầm cái này nè không? Cái này lúc đó thì trong này để đồ đạc trong này nè. Để đồ đạc. Dạ, để đồ đạc này kia. Đồ cúng dường hay chú hả? Dạ, đồ tại cung vô đường, đồ đẹp đẹp không á. Để đồ đẹp. Đồ đẹp thì trang kêu trang gì này kia thì cái đồ một nước này kia thì đồ nào tốt tốt thì để vô đây. Đồ nào tốt tốt thì để ra. Dạ, tới mình về với nhà về tới đây thì nó mọc cưa đã hết rồi. Cái nãy mới làm sau này à. Cu của nó làm cũ của nó làm bằng gỗ chắc chắn lắm. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ con mời chú bước lên đây ha. Lên đây hả? Được không chú? Được, được. Dạ. Con nói cho mọi người rõ đi thôi. Đây mình khi mà mình vào á thì mình thấy nè, ở đây có rất là nhiều vết đạn. Đây là vết đạn bắn ghim vào mọi người. Và họ có tình là hủy hoại cái khuôn mặt của Phật Thích Ca đang nằm kìa. Này vị trí này thấy không? Khuôn mặt những vết đạn chi chít và muốn phá hủy những cái công trình liên quan đến Phật giáo. Và làng này thì cũng chịu rất là nhiều đau thương khi mà rất là nhiều người dân thường bị Khmer Đỏ đã từng sát hại.
Như bản thân chú là một trong những cái Phật tử theo Phật giáo Nam Tông thì chính chú nhìn cái bức hình này chú thấy như thế nào? Hình này thì ông Phật lớn nhất đó. Còn hôm nay ông có năm người đó. Rồi lúc ông này ông đau ông muốn chết đó. Thì năm ông này năm ông có năm ông thì năm ông này đi rồi còn mấy ông này lại sao này. Còn bên đây chứ? Bên đây thì mẹ, cha mẹ đó. Cha mẹ. Cha mẹ. Vua Tịnh Phạm và cha mẹ của ông Phật. Con này là phò nhất nghe. Phò con từ phò. Vâng, dạ, phò nhất. Con này cha mẹ này. Phải thăm con đau á. Lại thăm con bệnh, ông chia sẻ rằng là thăm con bệnh. Và cô bác quý anh chị có thể nhận thấy rất rõ rằng là khi mà bắn vào những cái bức hình như thế này, trên một cái bức tường như thế này, chúng vào chọn vào những cái điểm mà gọi là điểm nguyệt của điểm chết ở trên cái bức tranh như thế này. Chẳng hạn như bên đây thì Phong có thể để ý rằng nè, gọi chỗ này Phong, ngay chỗ con mắt và ngay chỗ cái phần đầu. Ở đây thì lại bắn ngay chỗ phần trái tim, đúng không? Và ở đây nè, đó, chúng bắn có một cái chủ đích rõ ràng chứ không phải là bắn để bỏ để hù dọ đâu. Con này bắn ngay hình co luôn nè. Ngay thì chúng ngay hình cổ luôn hả? Ngay hình co luôn nè. Theo tìm hiểu một số thông tin á, thì khi bom bót tràn sang á, thì cái việc mà súng đạn cũng rất là hạn chế. Bằng chứng rõ nhất là họ sử dụng những cái vật dụng có sẵn như là tầm dâm giọt nhọn nè, hoặc là những cái cây để mà giết những cái trẻ em hoặc là phụ nữ. Nhưng mà đây nè, thể hiện một cái sự chủ đích rõ ràng của chúng ha. Ngày xưa ở đây là các Phật thì được thờ đây hả chú ha? Cái này cái chỗ mình đẩy độ cung á. Dạ, an vị trên đây nè. Dạ. Bên này một khóc, bên này một khóc. Dạ. Vậy thì ngày xưa ngay chỗ này thì các tượng Phật ở đây thì chúng có bắn không chứ? Không. Thì hồi đó có mình làm rồi có ai pha có ai gì đâu. Tới ngày cái ngày mình lua đi đó thì nó bắt đầu làm rồi. Bắt đầu bằng mấy Phật này phá mấy cái nhà này rồi. Đồ đạc trong này cũng lại đi hết trơn luôn, chứ không có nguyên nào hết. Bây giờ thì nó vô đây mà không biết nó tin sao, nó thấy ông Phật. Mình vậy nó muôn biệt cái vụ ông Phật ấy, ông có bùa có gì đó, bằng thứ thì bằng vô có lô như vậy không, bằng tới có bắn. Lô rồi thì mà cũng bắn thêm nữa. Dạ, bắn thử rồi bắn thêm nữa. Bắn thêm nữa. Dạ. Nói chung nó muốn biết cái vụ ông Phật này hay là không vậy đó. Bằng thứ đó. Mà thấy mấy thằng mình bó đó nó bình cảm chi hồi lúc đó có cũng xài có ông Phật chứ đâu. Mấy ông Phật ở trong chùa này kia lên đắp bò nát tàn, đang nạt hết trơn luôn, không có miền nào. Tôi mới đi rồi tới cái chùa ranh biên giới mình tới cái chùa Bạch Ra đó. Giờ mình thấy nó lấy cái đầu của ông Phật đó, rồi xuống đất rồi. Rồi đó biết liền, biết mày mấy một bọn đang chắc không có ông xài, không có ông sư gì đâu. Nó biết đành biết ý không, nó không biết đâu, cái gì đâu. Tới lên tới cái chỗ Kri Bung đó. Yeah. Tới Kri Bung đó thì nó bắt đầu cho mình làm đi cái đất này kia đi, đàn ông thì đi cái đất, còn đàn bà thì bắt ngô má cây này kia đó, không có giới nào mà nghi được đó. Nghi tới bùi cơm cho ăn cơm rồi bắt đầu làm nữa. Dù cây ru hay là nhau mà này kia thì nó cho mình làm thôi. Còn ví dụ ăn nữa, ăn uống không đầy đủ đâu. Ba người, bốn người ngọn sữa, gạo, ngọn gạo á.
Nấu chào nước không, ăn không có no gì hết trơn. Dạ. Người nào cũng ôm nhôm hết trơn. Người nào cũng ôm nhôm hết à? Dạ. Thôi bây giờ con mời chú đi ra ngoài trước ha. Dạ, dạ. Hôm nay chị cũng có tham quan chùa luôn ha, mọi người. Và đây là một trong những cái chánh điện cũ, tại vì nó còn lưu giữ lại cái vết tích của cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam á. Và nó lưu lại những cái sự đau thương. Và khi bước vào thì tụi mình thấy công trình hư hỏng hết à. Ở phía trước thì mọi người, bà con ở đây thì có đóng góp xây dựng lại cái chánh điện mới rồi. Nhưng mà có một cái điều thắc mắc nữa chú. Khi mà con bước vào con thấy hai cái quan tài này, thì không biết hai cái quan tài này như thế nào ạ? Sao thôi. Hai cái quan tài này là như thế nào ạ? Cái này có mấy người chơi thì người ta vào đây xin. Xin là mình cho để mà làm bàn này kia. Mình cho hỏa táng rồi. Hỏa táng. Vậy là cái quan tài này là bà con nào nghèo không có tu cấp thì mình cho ha. Dạ dạ đúng rồi. Mình cho. Nha, từ đây thì chắc có lẽ là chú dẫn tụi con tham quan cái ngôi chùa một xíu á, giới thiệu con vài cái công trình ở phía trước được không ạ? Dạ dạ dạ. Cái này là gì ạ? À, chú cứ chỉ cho mình ở đây là chỉ gì thôi chứ. Ở đây chưa mấy ngày ngày ông bắt đầu làm rồi đó. Dạ. Cái này tôi đọc tiếng Việt Nam không ra đâu. Đọc tiếng người dân tộc thì được. Dạ. Thôi con mời chú ha. Theo chia sẻ thì theo mình được biết thì đây là ngôi chùa thứ hai trong hai ngôi chùa tại Ba Chúc và Tịnh Biên được tàn phá nặng nề nhất, đó là chùa Tam Bửu. Và chùa này là chùa một cái ngôi chùa Khmer mà hiện giờ là đã hư hỏng rồi. Mới đây thì các Phật tử, bà con xung quanh thì đã gom góp xây dựng lên cái chánh điện mới. Do là ngôi chùa của người Phật giáo Nam Tông, của người Khmer, cho nên là ở đây thì nó khác biệt so với những ngôi chùa mà bấy lâu nay người Việt mình hay đến. Đây là chánh điện này. Và vào những cái ngày lớn thì người ta mới mở cửa. Còn bình thường thì chỉ cho bà con cô bác tham quan ở phía vòng ngoài thôi. Và đối với người dân ở đây á, hàng ngày mỗi buổi sáng lên đây mang những cái phần vật phẩm, thực phẩm đến cúng dường cho các vị sư đây là một cái sự bình an đối với họ rồi. Và ở đây thì có rất là nhiều đứa trẻ Khmer ở về chùa chơi. Mình thì người Việt mình hay ngày cuối ngày hoặc là những ngày thời gian rảnh á, thì hay đến công viên rồi hay nơi công cộng chơi. Thì đối với bà con người Khmer thì lại thích ngồi ở trước cổng chùa như thế này để cảm giác trải nghiệm một cái ngày bình an như thế nào. Và những đứa trẻ ở đây thì sáng giờ phụ khiên những cái vật tư, những cái bao cát vào vị trí này. Và bây giờ thì các chiếc xe này đang vận chuyển thêm vật tư để cho những cái người Phật tử họ xây dựng thêm các công trình lại, phục hồi lại ngôi chùa. Và hôm nay thì rất là tiếc không gặp được vị sư cả, tại vì nãy vị sư cả có bận đi cúng cho một cái đám ở gần đây. Và cho mọi người thông qua một vòng nữa trước khi kết thúc đoạn clip này ha anh Hồ. Cái điểm nổi bật nhất khi đến chùa Khmer đó là về cái kiến trúc cực kỳ độc đáo và hoa văn sặc sỡ, và cái tông chủ đạo là màu vàng và màu đỏ. Mọi người thì sẽ không hiểu rằng là tại sao lại ở trong cái khuôn viên của chùa Khmer đó thì lại có những cái tháp cao cao như thế này. Thì đây là những cái tháp mà của các vị sư cũng hoặc là những các Phật tử được gửi ở trong chùa như thế này. Đây là các phần cốt không phải? Cái phần cốt của các Phật tử hoặc là các vị sư được để như thế này. Đây là cái chánh điện mới của ngôi chùa. Theo phong tục của người Khmer thì khi người mất thì sẽ được hỏa táng và được gỡ vào chùa. Và trên những cái trụ thì có những cái vị nữ thần, đây gọi là thần Thay Nha, là gọi là thần tự vệ, là bảo vệ cái ngôi chùa này. Cho nên là khi mà vào thì mọi người cũng thấy cũng có sự khác biệt ha. Chia sẻ với mọi người thì chùa Khmer thì theo Nam Tông, nên cái việc mà các sư ở chùa Khmer thì các Phật tử cúng gì dùng nấy, thì các sư ăn mặn và mỗi một ngày thì chỉ ăn một cử và trước 12 giờ trưa thôi. Và sau 12 giờ thì các sư chỉ uống nước, không ăn bất cứ thứ gì nữa. Buổi chiều thì ở đây khá là vắng. Và nãy giờ thì nếu như mà tụi mình không ghi hình á, thì chùa sẽ mở những cái bài kinh, bài niệm Phật hoặc là những cái bài nhạc của người Khmer. Và cả xóm làng sẽ được cảm nhận được sự thanh tịnh và bình yên từ ngôi chùa.
bằng một cái loa phóng thanh. Tuy nhiên thì do tụi mình ghi hình cho nên là nhà chùa đã tắt bớt cái âm thanh rồi. Chắc lẽ trước khi tụi mình chào tạm biệt thì tụi mình sẽ đọc lại cái địa chỉ. Ngôi chùa này nằm ngay tại ấp Ba Sòi, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Nếu cô bác anh chị nào có dịp về đây có thể ghé vào chùa viếng một xíu. Cảm ơn cô bác anh chị rất nhiều ạ.